Em Thảo hôm nay tiếp tục về dụng cụ đồ Nhật để phục vụ các bác làm vườn. Và hôm nay đặc biệt đem về kéo cắt cành trên cao này, cưa cành này. Sẽ có những cái mẫu cưa rất chi là mới. Đầu tiên em cho các bác thì mình xem cái kéo cắt cành trên cao, bởi vì đang vào thời điểm để các bác chuẩn bị để hái quả. Ví dụ như bưởi, gấc, vũ sữa hoặc là ổi. Các bác đang cần một cây kéo chất lượng và loại 1 thì hôm nay dụng cụ đồ Nhật đơn vị em sẽ gửi từ các bác cây kéo 3m. Dòng kéo này thì các bác em mở phần tay dưới này. Và đặc biệt cái kéo này nó sẽ cắt bằng dây thanh, nó sẽ bằng hợp kim nhôm titan, là một loại cực kỳ là bền. Và với cái kéo này thương hiệu của nó là thương hiệu con cua các bác nhé. Thì đầu tiên chia sẻ với các bác mà đang muốn sử dụng chiếc kéo này. Mỗi một chiếc kéo sẽ tặng thêm cái lưỡi cưa này các bác nhé. Đấy, thương hiệu con cua của nó đặc biệt nằm đây này. Sẽ mở phần lưỡi phần kéo ra, kéo dài chiếc kéo bằng một cách đơn giản nhé. Cái này thì kéo theo bằng cm nhé, nó không như những cái dòng kéo bình thường. Đấy, em kéo dài đây các bác này, dài hết tầm, sau đó các bác đóng chốt vào. Và với một cái kéo cắt cành trên cao này thì các bác sử dụng siêu bền luôn, đó là dòng nhôm hợp kim titan. Đấy, và với cái kéo này thì đơn vị em đang nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Đấy, đây là cái phần dây thanh của nó đây, cắt bằng dây thanh. Đấy, và thương hiệu con cua đồ Nhật đấy các bác nhé. Và với dòng kéo này thì em cũng khẳng định với các bác là dòng kéo nhập qua đường biển, cho nên các bác sẽ mua được với cái giá tốt nhất. Thì bình thường với những cái dòng kéo Nhật khác các bác phải mua với tầm độ 3 triệu hoặc là 4 triệu hoặc là 2,5 triệu. Nhưng với chiếc kéo Nhật dòng thương hiệu con cua này, đơn vị em sẽ nhập tận gốc và sẽ gửi từ các tận tay các bác nhà vườn với cái giá là 1.800.000 đồng trên một cây. Phần lưỡi thép đen đấy, phần trên này là phần tỉa cành thì các bác nhé, còn úp bên dưới đây nếu các bác muốn giữ quả thì đó phần dưới này. Mỗi một chiếc kéo thì sẽ tặng theo một cái lưỡi cưa đấy. Cầm cái lưỡi cưa đây cho các bác của mình xem nhé, cái lưỡi cưa của cây kéo Nhật này. Và tất cả những cái dụng cụ đồ Nhật này, bác nào mà đang quan tâm đến đồ xịn sò, những dòng cưa cao cấp nhất thì cứ xem tận cuối video. Đấy, đây là cái lưỡi cưa để tặng theo kèm này. Đây là một cái lưỡi cưa Nhật, nó dính liền vào đây. Khi các bác nhận kéo thì phải nhớ để ý nhé, nhớ vứt đi rất chi là phí đấy ạ. Các bác có thể lắp vào cái phần kéo để cắt ở trên đỉnh ngọn này, lắp vào đây nhé các bác nhé. Đấy, qua cái mẫu kéo 3m này em sẽ chi tiết về những cái dụng cụ đồ nhỏ. Mỗi chiếc kéo sẽ nằm trong cái hộp này kia kìa các bác kìa. Đấy, và với những chiếc kéo này thì gửi cho các bác đầu tiên là cái cưa mini làm cây bonsai, làm cây cảnh này các bác này. Đây là dòng cưa lưỡi 10cm, một cái mẫu cưa mà chắc chắn các bác làm cây tiểu cảnh, những cây cao cấp, cây ninh sam, những cây giá trị là thường các bác sẽ phải dùng những cái cưa này. Thì với cái cưa này nó là dòng cưa các bác cưa luồn, cưa lách và nó là cưa gấp nhé. Một chiếc cưa này em đang đưa từ các bác giá sẽ là 400.000 trên một cưa. Đấy, và sẽ miễn phí ship từ tận nhà các bác luôn dòng cưa này. Đấy thì hôm nay thì em sẽ có dòng cưa, em có cả cạp Nhật đây nhé các bác nhé. Sẽ có những mẫu cưa cực kỳ là đắt tiền đấy các bác ạ, bởi vì rất nhiều bác đang muốn tham khảo những cái đồ đắt thì em sẽ có đủ nhé. Cho các bác thì mình xem bộ cưa Compoy trước đi đã, sau đó sẽ chi tiết về cái dòng cưa kia. Cưa Compoy thì hiện tại em sẽ có 17cm và đây là 30cm này. 17cm là cái cưa ngắn nhất không biết là đâu nhỉ. Đấy, cưa 17cm của dòng cưa Compoy. Cái này mình mở xong là mình phải cất ngay đi, bởi vì đây toàn là đồ quý thôi. Cho nên là nhà em sẽ để một cái kho hàng riêng nhé. Giá trị của nó tương đối là cao. Một cái cưa Compoy mà lưỡi 17cm này. Đấy, dòng cưa Nhật nhập khẩu nội địa. Với những dòng cưa đắt thì em cũng nói với các bác là các bác mua một lần nhưng mà sử dụng lâu dài rất chi là được việc, cưa không trầy, không xước gì vỏ cây cả. Một chiếc cưa này là 17cm là đang là 800 ngàn một cưa này các bác này. Đây còn tới cưa 21cm nhá. Cưa 21cm. Đấy, cưa 21cm nó trong hộp này này anh này. Đấy là cưa 24 rồi đúng không? Thì em nói luôn cái bộ này nó có 21, 24 nhá. Đôi mở 24 luôn đi. Đấy. 24 thì nó đang là 1 triệu một cây. Còn nếu như mà 21 thì nó là 900 các bác ạ. Thì chất liệu của nó đều như nhau thôi. Quá là cao cấp luôn. Dòng Koposki nhá các bác nhá. Khi mà em quay xong thì em sẽ phải cất ngay đi những cái mẫu này. Đấy các bác này. Con này là con 24 cm. 24 cm là 1,1 triệu. Còn 27 cm, 27 cm đây này. Còn đây là cưa 30 cm nhá. 30 cm của dòng Suki Compoy. Đấy, dường cái dòng này thì nó lại cái vỏ của nó lại khác nha các bác nhá. Đấy thì với cái mẫu cưa này thì đây là một cái dòng cưa đặc biệt.
và là một cái bộ cưa rất chi là quý, khi các bác sử dụng thì các bác cũng phải bảo quản thật tốt bởi vì cái giá trị của nó tương đối là cao. Và đây là con cưa 27 cm này, thật sự là dùng những cái đồ này thì đáng trân trọng, thật sự là đáng trân trọng luôn. Bởi vì rất nhiều bác sưu tầm bảo em là tôi phải chưa cần cho cưa xịn loại một chuẩn xịn cơ, thì các bác hãy tham khảo bộ cưa này. Và tất cả các bác khi xem là video này mà đang quan tâm tới dụng cụ đồ Nhật chuẩn xịn cao cấp, các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác nhiều dụng cụ hay. Và con cưa này thì em đang đưa tới các bác là giá là 1,2 triệu trên một cây nha các bác nhé, 27 cm. Đấy, còn cây cưa 30 cm thì nó là 1,3 triệu trên một cây. Và với con cưa đẳng cấp nhất ngày hôm nay đó là con cưa Composite của hàng thẳng không, có nghĩa cái cưa này là cưa thẳng không gấp đâu các bác nhé. Thì con này nó đang là 1,6 triệu đồng trên một cây này các bác này. Đấy, và tiếp tục là tới những cái mẫu cưa giá thấp hơn thì ở video ngày hôm nay này, cập nhật này, sẽ có cả rẻ cả đắt nhé. Các bác cứ theo dõi tận cuối video để biết đây là đôi cập nhật. Cập nhật thì nó là dòng đẳng cấp nhất rồi, không còn cái loại nào có thể hơn được nữa, chuyên để các bác để mình tạo sẹo đây. Đôi cập nhật này nó đang là 1,6 triệu đồng trên một cây các bác ạ. Đấy, cập nhật nhá. Bác nào muốn xem thì em bỏ một cây cho các bác để mình chiêm ngưỡng một chút. Đấy, anh bỏ em một cây này ra đây. Cập nhật này nó của hãng Galaxy nha các bác nhé. Galaxy đây. Galaxy quá là xịn đúng không các bác, đẹp lấp lánh luôn. Một bộ thì sẽ là một cây tròn và một cây chéo các bác ạ. Đấy, các bác có thể sưu tầm cả đôi. Đấy, và tiếp tục là tới những mẫu khác nhé, thì em sang cái mẫu này là mẫu rẻ hơn này. Hôm nay thì em về được cái dòng cưa này, thì đây là một cái mẫu cưa mà em nói thật với các bác là hàng của Japan cực kỳ là tốt. Nhưng ở mẫu này thì nó giá của nó sẽ thấp hơn một chút này để các bác thì mình sưu tầm. Thì con cưa tên của nó thì nó là dòng Japan, tên của nó rất chi thương hiệu, tôi nói Kinbe. Con này sẽ là 350.000 cho một cưa các bác nhé. Thì em nói luôn và đợt này em lấy giá được thấp nhé. Còn cách đây độ 1-2 năm trước là con này là 450.000 đấy các bác ạ. Còn bác nào mua ở video ngày hôm nay em sẽ gửi cho các bác là 350.000 cho một cưa. Dòng cưa vòm, cưa cực kỳ là dễ luôn. Đây là vỏ của nó đây này các bác này. Đấy, 350.000 cho một cây. Còn đối với các bác mà sử dụng cưa búp đi hộp gỗ thì nó là một cái mẫu cưa để các bác nhà mình siêu tầm rồi. Với những cái phản hồi cưa này thì em cũng đăng tải rất chi là nhiều. Các bác nhìn đây là dòng cưa Japan, phần lưỡi của nó là 30 cm và nó sẽ theo một cái hộp gỗ xịn sò như thế này. Đấy, các bác bảo tượng quản cưa như thế này nhá. Em sẽ đóng đây. Các bác nhìn này, xịn không? Cực kỳ là xịn. Thì con này em đang giảm giá cho các bác 50.000. Thì nó là 500 thì nó sẽ còn là 450.000, cưa 30 cm, dòng cưa bút đi. Đấy, và tới cái hãng bên này thì em đưa tới các bác Topman nhá. Topman thì nó là thương hiệu đẳng cấp của hàng Nhật Bản nhập khẩu rồi. Topman, con này lưỡi 30 cm. Đấy, và với lưỡi 30 cm tay gỗ này thì em đang đưa tới các bác giá sẽ là 500 một cưa. Còn nếu như các bác mà mua Topman Topman tay cam này nhá, đấy thì giá của nó đang là 350.000, cũng đã giảm giá cho tất cả các bác rồi. Topman 350.000 một cây. Đấy, và còn những cái mẫu bên đây, còn mấy cái cưa nhỏ nhỏ này sẽ có 12 cm này, cưa Nhật nội địa, tặng cho mỗi bác một cây sẽ là 250.000 trên một cưa. Đấy, và tiếp tới trên này thì đây là em có con cưa hai lưỡi nha các bác. Cưa này các bác có thể cưa cả cành to cả cành nhỏ của hãng ARS. Riêng những cái dòng này em cả có kéo nữa nha, quên bắt đầu không đang kéo cho các bác xem, kéo cắt cành loại xịn. Đấy, con này thì nó là 700 một cưa thì được hai lưỡi nha các bác nhá, các bác sử dụng lâu dài. Đấy, và tới những mẫu kéo tỉa thì đây là em có kéo tỉa bướm này, cắt cái này luôn đi, kéo tỉa bướm này các bác, kéo tỉa bướm của Nhật Bản nội địa. Hôm nay thì có cả kéo tỉa bướm, cả kéo cắt loại nhá. Đấy, đây cho các bác thì mình xem một cây kéo tỉa của hàng Nhật Bản nội địa, nó sẽ khác hẳn như nào, quá là xịn nha các bác nhá. Đấy, thì một cây tỉa bướm này đang có giá là 700.000 trên một cây. Đấy, và tới kéo tỉa đẹp đây, nhiều lắm các bác, các loại luôn, kéo tỉa đẹp, kéo cắt đây. Nhưng con kéo cắt này thì con này là giá trung bình thì nó đang là, con này nó đang là 1,500.000 nhé các bác nhé. Đấy, 1,500.000 trên một cây kéo này. Thì hôm nay bác là mua em sẽ gửi tặng các bác là 1,400.000, 1,400.000 nhé. Đấy, còn với con này cũng là 1,500.000, cũng sẽ giảm giá cho các bác luôn. Giảm giá cho các bác là bao nhiêu? Đây các bác này, đẹp không? Xịn không? Các bác có thể làm quà tặng, làm quà biếu, cắt tỉa cây cảnh thì thật sự là quá là đẹp luôn, hàng siêu tầm. Con này 1,500.000 em sẽ giảm giá cho các bác, còn 1,400.000 các bác nhé.
Đấy còn tới lót mấy cái mẫu trên này. Cái rũa này các bác này, cái rũa Nhật này. Cái rũa Nhật này 250.000 cho một rũa nha các bác nhá. Rũa Nhật, chuyên để rũa cưa Nhật. Đây, còn cái dàn cưa cá mập này thì em sẽ có lưỡi trắng và lưỡi đen, cưa lưỡi thoáng mà em trước em bán rất chi là nhiều nha các bác nhá. Hiện tại thì bây giờ cũng mới về được vài chiếc thôi, bởi vì dòng cưa là dòng cưa hiếm. Thì với cái lưỡi trắng lưỡi thoáng 24cm này em đang đưa cho các bác là 800. Còn lưỡi đen thì nó sẽ là 900 nha các bác nhá. 900 này. Còn với cưa vòm. Cưa vòm đây. Cưa vòm này là cưa của hãng cá mập, cưa vòm, cưa cầm tay. Con này thì giá tương đối là cao luôn, cưa 30cm. Giá của nó đang là 1.2 triệu trên một con cưa cá mập này. Đấy, và với bộ cưa Nhật này thì đơn vị em Thảo sẽ nhận gửi và miễn phí ship tới tận nhà. Bác nào đang quan tâm tới bộ cưa Nhật xịn sò này, hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác tất cả những cái dụng cụ đồ Nhật cao cấp nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.